30 seconds until minions spawn. Our instincts are razor sharp. Minions have spawned. Our rage is beyond your control. We will make use of their pelts. That is our path. Đồ Riven thắng Rỉa Tông luôn, hay vậy. We will not pity the defenseless. Nó đủ má. Tại khai giết này nó biết mình ăn mùa gì luôn. Do not deny your instincts, son. Instinct summoner. Xong lao lên. Lao lên, tao đục được nó rồi. Ủa má. Ông cái xấu ông đánh sao mà để con Riven nó trên kèo luôn vậy? Ôi cái xấu đánh sao mà để Riven nó thắng luôn kìa. Không hiểu luôn. Beyond your control.
Ôi sắp đi anh. Cầm bắn u thua đúng rồi. Nhịt ngu rồi. Nó lướt lên nó bắn cái chết vậy. Tính lại gần đục nó một cái hồi máu, đợi hồn mana bịch hổ cào nó mà đéo được. Nó cắm mắt vô nó đục. Chó thật. Không, mình đang có cái vỏ rùa trong người nè. Mình đục cho nó, lúc mình trắng máu mình sẽ hồi được 44 máu. Rồi để mập e lại đập mà nó cắm mắt vào. Khốn nạn thật. Của Gazette này thích cướp không? Tao mày thích cướp. Gặp đâu tao đục đó. Kể từ ngày đó, hai ta chẳng thấy nhau. Xong rồi đó. Kia nó cầm bản ngu có thua đúng rồi. Mấy giờ mày nó cầm gầm này sóc điện má cầm sẵn sàng tấn công mạnh vãi chưởng nó không chịu. Rồi, nó ăn rồng lửa rồi. We will not pity the defenseless. Thời đang trên con ấy high level Kha'Zix. Xong rồi nè. Á đủ mà cánh lén được.
hết e à? Nhìn cái màu nghi hết e lắm. Cũng hay, phối hợp cũng hay á, mà không ngờ Lucian nó đi qua thôi. Instincts, summoner. Mẹ tính ra tìm được 450 vàng không hơn à. Ông ích kỷ thế. Ai à, giết thằng chó này. Khốn nạn này. Cái ké nãy giờ bực mình. Nghĩ mày sống không? Hết rừng rú nữa thôi. Ở đây support bên kia áp cao rồi nè. Chắc chửi con cá sấu dữ lắm. Chắc kiểu tức cá sấu nghỉ rồi. Mình chưa lên miếng sách lực nào mình đấm một cái còn gần chết nữa. So level thì phải so farm thì mình hơn thằng Zik quá nhiều.
Solo lan có gan đâu mà cam phải không cam cha, đủ thừa hả? Má mít lên lúc nó không ba mẹ rồi nó ngồi nó đổ thừa kìa. Wow, nó thua 0-3 nó bắt đầu nó kêu bị cam vô tài. Rõ là đi rồi. Một gõ là mất xác rồi còn không rồi. Chết trong nhà luôn. Chết trong nhà luôn. Đó gì. Ôi bắn súng. Bắn súng một hai game mà đi ngủ nha.